Hello cả nhà. Hôm nay thì mình làm một clip về một cái bạn chó mà bị người chủ vứt ra khi bệnh nặng, và con này mình cứu tại Phú Lộc, là cách thành phố Huế khoảng độ tầm 4 km, cách cũng phải gần 2 tháng nay rồi. Đó, thì trước đây về bạn này là bị bệnh khá là nặng, thì bao gồm cả bị ghẻ đầu mé đét, thì các bạn có thể xem đầu hình ảnh, và bị viêm da. Bên cạnh đó thì bạn ấy bị thêm là ký trùng máu, nhưng mà sau cũng một thời gian rất là dài điều trị kiên trì thì mình đã gần như là lột xác cho cái bạn này. Qua đây con, qua đây con. Thì bây giờ bạn ấy có vẻ như là rất là nhanh nhẹn và vui vẻ trở lại nha mọi người. Thì cho nên trong cuộc sống này thì mình cũng thông qua các cái sơ cứu hộ của mình, thì mình cũng mong rằng các bạn đừng bao giờ bỏ cuộc bất kỳ một cái điều gì. Bởi vì riêng trường hợp này, nếu như bản thân mình không cứu thì mình cũng nói thật luôn là sau một tuần sau thì bạn này cũng chết thôi. Bởi vì cái thời điểm đó mình cứu về ấy thì nó rất là nặng, và nó gần như nó thối quắc luôn. Có nghĩa là nó thối lắm, nó thối và nó rất là hôi. Đấy, thì các bạn có thể là xem suốt cái video thì các bạn có thể biết được. Đấy, thì đó, các bạn là cũng kiên trì lắm, cũng tắm rửa này, rồi tiêm thuốc, rồi cho uống thuốc, nó rất là nhiều. Đấy, cho nên đôi khi cứu hộ một bạn nào đó thì không phải là cứ cứu xong là xong, mà sau khi giải cứu thì đó là cả một vấn đề khác nữa, về điều trị chăm sóc, rồi thuốc men rồi đấy. Thì hôm nay thì bạn ấy đỡ rất là nhiều, thì mình cũng làm một clip ngắn thôi. Ê, đi ba con, mình cũng làm cái clip ngắn để chia sẻ tới mọi người nhé. Đấy, thì hôm nay thấy bạn ấy vui là cũng được rồi. Qua đây không? Thì mình cũng mong rằng là thông qua cái sơ cứu hộ này, mình cũng muốn chia sẻ với mọi người rằng là trong cuộc sống này đừng bao giờ từ bỏ bất kỳ cái điều gì. Mọi sự cố gắng đều được giải đáp nhé, đều được đền đáp xứng đáng. Nó không có gì là nó chúng ta không làm được cả. Đó. Còn khi mà chúng ta đã cố gắng hết sức mình mà nó không được, thì cái đó là thì chúng ta phải thông cảm. Đó. Bạn thấy không? Bây giờ nhìn cái bạn này, bạn rất là vui vẻ, rất là hoạt bát, chúng rất là mừng, phải không? Đó. Qua đây con. Bản thân bạn này chỉ là con chó cỏ bình thường thôi nhá. Nó là chó dòng chó bản địa của Việt Nam, cho nên là nó không có phải là dòng chó cằn. Đó, nhưng mà với bản thân mình thì dù là chó cằn hay chó cỏ thì cũng đều giống nhau, đều được chăm sóc và đều được chữa trị giống nhau nhá. Đó. Qua đây con. Qua đây. Thì mình chỉ làm clip ngắn như vậy thôi, để mọi người cùng chia sẻ cái niềm hạnh phúc với bạn nhỏ này thôi. Thì cũng muốn là mọi người có thể là ủng hộ kênh bằng cái việc là like và sub. Đó, theo dõi cái kênh Thôi con Scuri Armenia, give a like. Đó, để chúng ta có thể cứu được nhiều đứa hơn.